Thưa quý vị và các bạn, như vậy một tuần nữa đã trôi qua, chúng tôi những người thực hiện chương trình cùng với những đồng nghiệp đến từ Đài Phát thanh Truyền hình huyện Hướng Hóa rất vui khi ngày hôm nay lại được tham gia thực hiện chương trình Kết nối yêu thương. Bởi vì ngày hôm nay, sau khi một tuần chúng tôi phát hiện được hoàn cảnh của em Hồ Văn Tinh đến từ huyện Hướng Hóa, 9 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, đã nhận được sự giúp đỡ từ những cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm và em đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị. Đến thăm em, chúng tôi không thể hình dung được em Hồ Văn Tinh chỉ như một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng. Hình ảnh một em bé đã hơn 9 tháng tuổi nhưng cân nặng chưa đến 2,5 kg khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi đến thăm em. Hồ Văn Tinh bị suy hô hấp nặng, suy dinh dưỡng, tiêu chảy. Em đang cố gắng chống chọi với bệnh tật để ở lại cuộc đời này. Nhưng với sức khỏe hiện tại, em rất cần được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Kể từ khi sinh con, chị Hồ Thị Nôi ở xã Thên, huyện Hướng Hóa phải thường xuyên theo con đi viện, nên mọi việc trong gia đình chỉ một mình chồng chị lo toan. Bao nhiêu tiền của gom góp được đều dành chữa bệnh. Cả nhà chỉ trông chờ vào hơn một sào sắn, một ít lúa trên nương, nên cái ăn không đủ cho 5 người trong gia đình. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, em Hồ Văn Tinh đã được hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị. Và sau hơn một tuần chuyển viện, sức khỏe em Hồ Văn Tinh đã tốt lên nhiều. Cơ hội em phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác đã được nhanh nhóm. Và điều khiển những người thực hiện chương trình vô cùng hạnh phúc là qua sóng truyền hình Quảng Trị, qua mạng xã hội Facebook đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ giúp đỡ em Hồ Văn Tinh với số tiền ủng hộ trực tiếp cho em hơn 20 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi được biết sự phục hồi của em Hồ Văn Tinh là rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Cùng đi với chúng tôi còn có anh Nguyễn Công Sang, Phó trưởng đài Phát thanh Truyền hình huyện Hướng Hóa. Và anh là người đã trực tiếp phát hiện ra hoàn cảnh của em Hồ Văn Tinh cũng như là người đã rất nhiệt tình kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm. Và sau đây xin được phép trò chuyện cùng với anh ạ. Vâng, xin được chào anh ạ. Thưa anh, ngay lúc này đây thì anh có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết cái hành trình mà anh phát hiện hoàn cảnh của em Hồ Văn Tinh như thế nào ạ? Sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi đã trực tiếp kêu gọi ở trên mạng xã hội Facebook và thông qua các mối quan hệ xã hội thì chúng tôi gọi điện trực tiếp để kêu gọi hảo tâm của các mạnh thường quân ở trên địa bàn, ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, ở Gia Lai, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì thông qua đó thì rất nhiều nguồn quỹ họ đã đến với em Hồ Văn Tinh. Chúng tôi thấy rất vui vì cái sự lan tỏa mạnh mẽ của thông tin xã hội. Và hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là em Hồ Văn Tinh đã phục hồi, da dẻ đã hồng hào trở lại và tăng cân. Thì đây là một cái điều rất chi là hạnh phúc đối với không chỉ riêng cá nhân tôi mà của tất cả các mạnh thường quân đã quan tâm đến sức khỏe của em Hồ Văn Tinh. Vâng, vậy thì ngay lúc này đây anh có thể chia sẻ cái mong muốn cũng như là gửi gắm chi để mà các cái cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm không chỉ dành riêng những món quà cho em Hồ Văn Tinh mà có thể gửi đến những cái nhân vật tiếp theo của chương trình Kết nối yêu thương ạ? Vâng, cái trường hợp em Hồ Văn Tinh thì hiện tại mà nếu như mà theo thông tin ấy, muốn mà điều trị dứt điểm ấy, thì phải có một cái số tiền cũng rất là khá, vì hiện tại mẹ của em là đang bị bệnh lao, điều trị ở bệnh viện lao, nên như là chúng tôi muốn là thông qua chương trình Kết nối yêu thương thì sẽ có một số quỹ để hỗ trợ để cho điều trị dứt điểm lâu dài để cho em Hồ Văn Tinh lành. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị thì có nhiều nhà hảo tâm ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và trong tỉnh, ngoài tỉnh để quan tâm đến hỗ trợ các cá nhân ở trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như thế này, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa như huyện miền núi Hướng Hóa thì sẽ có quan tâm hơn nữa để các em được điều trị hoặc được quan tâm đúng mức. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm cũng như là những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với hoàn cảnh vô cùng vất vả và khó khăn của gia đình em Hồ Văn Tinh, chúng tôi những người thực hiện chương trình đã rất nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ của cả cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình em những món quà ý nghĩa. Và sau đây xin được mời gia đình anh đón nhận những tình cảm và chia sẻ của mọi người.
Vâng, và trước hết xin được mời anh Nguyễn Công Sang, Phó trưởng đài phát thanh truyền hình huyện Hướng Hóa, thay mặt cho anh Nguyễn Văn Hồng, đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chị Hồ Thanh Hải, huyện ủy huyện Hướng Hóa và nhóm bạn tại thành phố Hồ Chí Minh trao sự hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Văn Tinh. Dạ, cảm ơn anh Sang. Tiếp theo xin được mời bạn Nguyễn Tăng Thư đến từ phường 1 thành phố Đông Hà trao sự hỗ trợ cho gia đình em Hồ Văn Tinh. Dạ, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, thông qua chương trình kết nối yêu thương, gia đình em Hồ Văn Tinh đã nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của cả cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm với số tiền gần 20 triệu đồng. Và chúng tôi hy vọng rằng khi chương trình này được phát sóng thì quý vị sẽ dành nhiều hơn những sự quan tâm giúp đỡ dành cho gia đình em Hồ Văn Tinh. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Bà Mai Thị Can ở khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, năm nay gần 60 tuổi. Lẽ ra ở tuổi này, như nhiều người khác, bà Cam có một cuộc sống yên vui bên gia đình và con cháu. Nhưng bà Cam không may mắn như vậy. 60 tuổi, bà đã đi qua những năm tháng cuộc đời với bệnh tật, cô đơn. Bà Mai Thị Can bị bệnh từ lúc 9 tuổi. Những cơn đau đầu, những trận sốt gần kề cái chết, những đợt nằm viện kéo dài hàng tháng trời đã giúp bà Cam ở lại cuộc đời này, rồi đi qua tuổi 20, tuổi 30 trong ốm đau, bệnh tật. Gần 40 tuổi, bà Cam chạm đến hạnh phúc riêng tư khi gặp người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của bà. Nhưng họ chỉ kịp có với nhau một người con, rồi người đàn ông ấy cũng ra đi. Nén những đau thương, buồn tủi, bà Cam dồn hết tình cảm vào cho con. Nhưng cuộc sống của một người phụ nữ bệnh tật và đứa con thơ khó có thể bình yên. Bão giông cuộc đời lại ập đến khi bà Mai Thị Cam phát hiện mình bị bệnh nan y và cuộc sống của bà đang được đếm từng ngày. Em tôi là ở trên Bà Long, Đá Cà Rông. Ốm đau là rất là nặng nhưng mà không có nơi nương tựa, chỉ kiếm được một đứa con nuôi. Đem về nuôi mà đau nặng quá dữ đi, cho nên là tôi phải đem về đây để là nuôi dưỡng, để lên về viện để chạy thận. Nhưng mà hoàn cảnh kinh tế không có, hai mẹ con là chỉ có là dựa vô vợ chồng tôi để chăm sóc nuôi dưỡng, rất là neo đơn cho nên là khó khăn nhiều mặt lắm. Hiện tại mình cảm là mình thứ nhất là tiểu đường type 2 đã lâu, biến chứng men suy thận mạng. Và hiện tại đang được điều trị bằng lọc máu và cả điều trị tiểu đường type 2. Tình trạng cũng nặng. Cần phải tiếp tục là lọc máu liên tục và theo dõi sát. 60 năm qua, bà Mai Thị Can chưa bao giờ ước mơ điều trị cho riêng mình. Bà chấp nhận số phận để an nhiên đi giữa cuộc đời này. Nhưng giờ đây, khi không còn nhiều thời gian, bà chỉ mong có một phép màu giúp bà ở lại cuộc đời này với con vài năm nữa thôi. Khi cháu đủ lớn để hiểu rằng, dẫu bà, người thân duy nhất của con không còn nữa, nhưng niềm tin yêu mãnh liệt vẫn ở đây, bên con, giúp con mạnh mẽ hơn, sống một cuộc đời may mắn hơn. Nhưng phép màu ấy có đến với người phụ nữ hay không, khi mà cuộc sống đang ở những ngày cùng cực của khốn khó? Tiền ăn hàng ngày, tiền chữa bệnh, bà Mai Thị Cam vẫn còn nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà Mai Thị Cam thực hiện ước nguyện của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mọi sự đóng góp hỗ trợ từ phía quý vị có thể gửi trực tiếp về nhân vật của chúng tôi hoặc gửi về địa chỉ. Chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hoặc quý vị có thể gửi về số tài khoản của chương trình 3900211010218, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị. Hoặc quý vị có thể điện thoại về số điện thoại 0533554710 để cùng chúng tôi trao quà cho nhân vật của chương trình. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.